Cao vào đây khỏe chưa anh? Dạ. Đỡ hơn à? Dạ. Ủa, tinh cổ là còn đó hả? Mổ ra anh. Mổ trên đây này. Không, ý là rửa, phải về nhà rửa luôn hả? Dạ, ông bé ở viện á, kêu thấy tội nên kêu để chiều mua em đi làm xong ở viện rồi em lên em rửa, em gái em rửa chị. Đó. Ở dưới viện mà lên tới đây luôn hả? Dạ. Luôn. Chơi để vì cái bồn tim này khó sợ roan mùa kia trộm rồi họ không biết cách rửa nó lấy rửa giùm. Mỗi lần mà chiền á là phải đưa cái ống nó vô lại. Dạ đúng rồi. Trời sao? Không, cái ống đẹp sẵn đây rồi. Tới hồi chiền là người ta đút cái kim vô thôi. Đút cái kim vô hơi đau. Mỗi lần nữa là nhưng mà khỏe hơn chiền tay. Khỏe hơn. Mà sao bữa nay về khỏe hơn chưa? Khỏe hơn thì dạ. Trời ơi, nó thiệt chứ cũng rất tim với anh luôn á, thì cái anh thấy này mà để thấy cũng sờ sọt rồi này dạ, tôi... à. Tại nén rồi em mới để ai không nói gì miết à. Qua em mới xem cái tài liệu của anh về qua dạ. Nói với em mới kìa à. Sao mà về thấy sửa nhà thấy đẹp quá chứ hả? Mừng cũng nhờ anh làm hết là mới hết luôn á. Nhờ anh mới cắt cô hết. Chú mà má ba em giờ em đứa em yên tâm hơn. An tâm chữa bệnh thôi, giờ chỉ có an tâm chữa bệnh chứ đừng có lo gì nữa nghe. Thấy anh lao rồi không thấy nó. Thấy quay lên nghe thấy nhớ đúng không? Dạ, thấy nhớ tận. Giờ em thấy nó lao rồi không về chứ thấy càng ngày chân giò nó càng rút lại nhiều. Mỗi lần ngồi dậy nghe khó khen ghê anh hả? Ngồi dậy khó, ngồi dậy dạ. Căng cái chân quá. Hình như là nó lại bị cái chân nặng hơn em nhiều luôn á. Nặng hơn nhiều à. Dạ. Nó không có vận động. Không vận động nó ở miết ở nhà ngồi chỗ chân nó càng co quặp. Như nó vận động như người khác, nó chịu khó vận động tí thì chân nó cũng đỡ. Như nó thích anh Thái lắm nha. Anh Thái gì lắm. Phải không? Trong á. À, trong anh Thái. Anh Thái hay hỏi anh Thái vậy á. Thái về nào... ngồi nói chuyện với nó rồi. Bữa nào dẫn ra nặng rồi đi chơi bữa. Hiểu nó mà nó không đi. Anh bởi về. Bởi lại hắn đi là khó nghe, nó ngồi không biết ngồi sao luôn nghe. Ngồi. Anh chở nó lên biết rồi. Anh chở được. Mấy anh chở xe máy từ quê ra đây. Mà sao chở ra được luôn hả? Cái chân nó sao anh chở được hay vậy? Nó ngồi đây là anh kẹp không là anh lấy dây anh cột lại anh chạy mèo ra. Chỉ có anh Thái mới dám chở đâu. Nhưng mà biểu ro mà nó không đi. Đâu ai dám chở đâu. Mấy năm trước cũng rồi là đai miết cũng chơi miết. Dạ. Ơi, cảm ơn chị nha. Thái là anh biết Hải là bị viêm họng quý vị đó, mà hay lên nhà anh là anh mời nước chanh nè. Nói chung là do phải sao mà do nói nhiều quá. Đi nói nhiều lắm. Nói chung là không những là đi chia sẻ hoàn cảnh nói, nhưng mà hay nói chuyện điện thoại với lại khán giả này, rồi hay nói chuyện với hoàn cảnh này hoàn cảnh kia đó. Nên là cái cổ của em là nó ảnh hưởng nhiều lắm. Không phải không có đi hát, không làm ca sĩ mà viêm họng ấy à. Em hát quyết mà tao có viêm họng. Có những không nói nhiều lại mệt lắm chứ. Nói nhiều lắm, nói nhiều. Thấy hôm nay thấy tinh thần thấy không? Khỏe hơn không? Dạ. Khỏe hơn mấy bữa. Khỏe hơn thì chù bệnh nó thấy xuống thấy mới mổ nữa. Mới nó mới mổ nữa mày. Lấy 3 máu, 3 ngày máu liên tục, mỗi hôm một ống. Ống to như này. Bác ba mấy chị điều dưỡng còn vào bảo mấy ngày hôm nay là phải ngày nào phải lấy máu là mấy ống siêu to khổng lồ, mấy chị còn chưa thế mà. hút. Mà thử máu à. Lấy máu để lấy máu rồi xong cái chiếc ra thành 4 ống kìa. Ta thử kìa. Mà lấy 3 4 ngày vậy. Cái bữa nay anh quay mà em mệt quá. Em mệt quá em sao. Trời ơi, ai cũng thốt tim á, cứ hỏi Hạnh sao rồi không? Hạnh á có cua nổi không ghê đó con, gì đâu mà có chút chung mà đến 6 lần mổ vậy con. Trời ơi, hỏi nhắn tin như là giờ anh nhắn không thấy đây nè. Dạ. Nên là đôi lúc là là anh nói là thôi để đó có gì thì bữa nào con chia sẻ Hạnh khỏe không con chia sẻ luôn cho cô bác xem hết lần luôn. Chứ còn anh mà trả lời tin nhắn cho từng người là cũng đuối luôn á. Dạ. Nhiều quá. Nên là nhiều cô chú quan tâm. Nhiều cô chú quan tâm lắm. Em đọc từng tin của các cô chú nhắn đó kìa. Thấy cũng vui, có động lực thêm. Dạ, rất chi là cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Luôn luôn động viên, tại bao giờ
anh Hải đang em lên thì cũng được các cô chú yêu thương chia sẻ chứ. Bữa nay cái kênh Vượt Lên Số Phận của Hạnh Linh trời mới xem luôn bữa gần 5.000 rồi. Dạ. Em mới nổi giật thiệt luôn rồi. Sợ hồn luôn, bữa đâu đó có 3.000 à. Mà anh đâu có thời gian anh xem đâu. Trời ơi, anh thấy mừng gì đâu luôn á. Bây giờ thấy nổi hơn ca sĩ rồi, ca sĩ đăng lên cho chắc nhiều người xem nha. Mừng nghe cây nhiều mừng. Bữa nay đi học rồi hả chị Hạnh? Dạ, đi học đó, đi 3 bữa. Đấy, đi học rồi đó hả? Dạ. Đi học để tới hồi lúc em truyền dưới viện rồi chờ rồi anh Thế xuống lo khỏi phải gửi nó về quê nữa. Dạ, cho nó đi học cho nó quen. Tao tội của mày bị gãy cái răng cửa hôm trước á. Hôm trước đúng là về hai anh em chắc chơi bắp té nè. Mấy lại đợt vừa rồi là nó học ở bên kia nhưng mà nó nghỉ mẹ nó đau lắm, anh cho về quê là nghỉ một thời gian á. Thế bây giờ cho đi học lại ấy. Đi học lại anh xin vào trường khác, hai anh em học đưa đón. Hai anh em học cùng trường. Giờ hai anh em học cùng trường á hả? Dạ, cùng trường. Đi đón nhỏ tiện cho khỏe thì. Dạ. Mấy lại cho nó có anh em chơi đỡ sợ, nó đỡ khóc. Ngày nay khóc, ngồi đi con. Học mấy bữa đầu chắc khóc lắm hả? Khóc ghê, sáng nào cũng đi, mẹ ơi con đi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ lên mẹ đi học có câu đi mẹ. Mẹ cho con đi mà thấy tội dễ sợ luôn á. Thấy tội lắm nhưng mà cũng phải cho nó đi cho nó quen. Ở nhà mới về quê thì không có ai. Chị hai phải đi làm. Nhưng mà chị em mà chị dạy như mấy chị ra đây thôi. Chị ra thì anh lại phải ở nhà anh giữ nó rồi đó. Ngồi yên con. Cho đi mấy lần từ đợt sau là cứ 2 tuần truyền một lần rồi. Thì mình bắt đầu truyền nhiều hơn đấy, là không uống hóa chất khô nữa. Là truyền 2 tuần một lần. Yeah. Là mất ở viện gọi là 8 ngày rồi đó, mình chỉ về ở nhà gọi là 5 ngày thôi chứ không phải là chẳng hạn hôm nay thứ hai tuần này em vào này. Yeah. Thứ ba thứ tư tuần sau em mới được ra thôi. 9 ngày đến 10 ngày. 9 ngày 10 ngày xong cái về là có thể nghỉ ngơi 5 tuần thôi, 5 ngày thôi. 5 ngày vào tiếp đưa nó về quê nó cũng khóc em hiểu không? Thôi ở đây thì chiều anh sáng anh đưa đi học anh lo lên viện anh lo là về chạy tranh thủ một tí là bắt đầu truyền anh chạy về anh nấu cơm mang lên trưa cho ăn á. Ông tầm được 4:30 là anh là truyền xong rồi, cái chạy tới chạy lui này là mệt lắm rồi, nên cũng có nhiều bạn nói anh Thái sao mà không lo cho đi làm lo cho vợ mà để vợ đi hát. Thật sự chứ ở nhà ngày là quý vị biết là đắm đuối luôn. Ở nhà còn mày hơn đi làm nhiều, thà như là đi ra đi bóc quát là đi làm gì còn khỏe hơn á, chứ ở nhà chăm con là nó đắm đuối luôn á. Bây giờ mấy đứa đi học thì ngày anh chăm cho em, nó em nó uống rồi lo cho sức khỏe em. Chăm thì chỉ được tầm độ 5 ngày là hai vợ chồng ở nhà thôi. Yeah. Xong bắt đầu là hết 5 ngày là lên viện. Chạy lên chạy xuống nói chung là một ngày anh phải đi từ mà may viện hên viện gần tầm độ 40 số. Chứ thấy xa là chết, xa tầm 10 cây là đi thế này. Thì sáng là anh phải 6:30 là anh đưa hai đứa đi học. Dạy cho nó đi học hôm nào nắng quá thì cho nó ăn ở nhà. Sợ lên trường nó ăn nắng lôi quá thì cho nó ăn ở nhà. Xong là lên còn xong là 7 giờ là về là chở Hạnh đi lên viện. Bắt đầu vào truyền cái là anh về anh ấy nấu cơm, bởi vì bắt đầu truyền mới là lúc đầu là nó chưa mệt. Yeah. 2 tiếng sau là mệt, mình tranh thủ 2 tiếng nữa mình chạy về nấu cơm với cháo gì không là mang lên là bắt đầu ở đến 4:30 là về no hai đứa này, ăn hai đứa này xong là tắm rửa ông là no cơm cháo cho nó. Nếu mà mẹ nó về khỏe tầm 4:30 mà mẹ nó khỏe truyền xong ấy mà khỏe thì trở về luôn không đi đón con, còn mẹ nó mà chưa truyền xong là phải về đón con thì hết giờ á. Hết giờ là phải đón, thế là lắm hôm nào cũng chở theo luôn lên viện. Bởi vì không ở đây em thấy vắng tanh làm gì có ai mà gửi đâu. Bà con không có bà con gì trơn. Họ đi mà sao anh đi giống cái chân là Hạnh ngay vậy, em đi kiểm tra lại đi khám lại nha. Em đang tính là em khỏe là đi lại giống giống rồi. Chồng đưa nó qua bên nó khám chân đấy. Mà chân mít thì khám cũng khám nhiều lần rồi chứ. Nhưng mà có bác sĩ nói sao không? Bác sĩ bảo nó không bị không sao hết. Nó bị còi xương. Nó bị còi xương. Dạ. Bác sĩ nói bị còi xương rồi thiếu máu. Đợt đó hôm mấy thiếu canxi nữa. Ủa bác Hạnh. Hạnh là được cao một mấy hả? Được mấy không? Hả? Mấy y luôn. Y 1 mét. Dạ. 1 mét y. Trời. Bây giờ em lo. Trời, ngồi cái ghế gì đâu mà cái ghế nhìn vậy. Thôi gì cái nhau giỡn thôi. Lúc hết người. Đi khám từ lúc sinh ra giờ là lo không? Đi khám liên tục đó. Cứ
thậm chí một năm đi khám mấy lần đấy. Mà vừa rồi cũng khám đi chụp chiếu làm tất cả. Nhưng mà bác sĩ đó là còi xương thôi, do chậm lớn. Mà em thì em lo sợ em bị giống như em vậy. Sợ sao này em biết có cao có lớn không, em lo lắm. Cái ít bữa nay em khỏe khỏe thì cho ông vào bên qua bên 600 giường á, gặp ông bác sĩ gì đó ông xem lại lần nữa thì xem nó thế nào. Nó đi yếu em lo không biết. Nó suy dinh dưỡng nặng rồi. Suy dinh dưỡng nhỏ, 3 tuổi rồi phải không? 3 tuổi rồi. Nói thì cái gì mà nói được hết á, mà mỗi là cái chân mà đi yếu á. Yếu chân. Mà không thấy nó, em cũng không thấy nó cao mấy nữa. Em cũng thôi. Dạ. Thì Hạnh ơi, hôm nay á anh Lan thì cũng muốn gửi cho Hạnh thêm những cái tấm lòng của quý cô bác không rồi có chia sẻ ở bệnh viện đó. Thì thấy Hạnh là tiều tụy quá. Lần mỗi thứ sáu này thật sự thấy là nhiều cô bác rất là không nghĩ được sao mà một người mà nhỏ như vậy nó mà 6 lần mổ rồi. Anh thấy thấy mình cũng ấn cái chứ thấy hả? Mình thấy nghe thấy mổ mình cũng sợ rồi. 6 lần. Nhưng mà Hạnh mỗi ngày trôi qua em đều cố gắng lạc quan. Em đều cố gắng vui vẻ để em quen đi bệnh tật của mình bớt á. Em cố gắng lắm đó anh ạ. Dạ. Thỉnh thoảng anh vẫn bảo vợ anh bảo là trời trời, 6 lần mổ nói chung là anh gần như là nếu một người bình thường có gặp mà từ nhỏ đến giờ ấy, gặp một cô bảo cô mổ là 5 lần. Mà cô làm cô đuối rồi, cô sợ lắm mà. Cô nhìn thấy cô bây giờ cứ lói lên dao kéo ấy là cái ốc cô có sợ hết lên. Mà anh vẫn bảo vợ anh mà không nhận là chịu được. Cố giỏi hả? Chịu được rồi. Cố giỏi luôn á, thật sự là sợ luôn. Cố giỏi không phải cố giỏi chứ bây giờ còn mình cũng như mà con người mình bây giờ không còn là mình nữa, thôi mình giao cho bác sĩ rồi làm gì làm. Làm gì làm. Ê kiểu thí nghiệm. Kệ nhưng mà hôm nay vui cười thì thấy cô bác thấy mừng lắm rồi đó. Dạ. Trời chứ không là Hạnh mà mày hay là gì đó là cô bác nhắn tin hỏi có chị Kim ở Phú Quốc đó. Dạ. Nó là sẽ đặt vé bay ra này luôn. Nó là chị cũng hơi bình tĩnh cứ từ từ đi. Vâng, kia chị miệng mà chị bay ra chị thăm xem thế nào. Bay ra thăm Hạnh á. Kim á, thỉnh hai điện nói chuyện rồi nhắn tin Zalo rồi. Kim nói là Hữu Anh Hải biết chị Kim không? Này hôm nay thì anh gửi cho Hạnh là 7.620.000 để anh đi vô đây. Tổng 7.620.000. Anh đọc danh sách đi, anh đọc danh sách anh gửi cho em nè. Nhưng có ai chị có chị Holy Trần 200 đô, 4.620.000. Chị Kim, chị Phường ở Phú Quốc là 1.500.000 chị nãy đó nói đó. Rồi chị Mai ở Đồng Nai là 1.000.000. Rồi bắt lại có chị Bùi Thị Hạnh gửi cho em 500.000 là tổng là 7.620.000 ha. Thì hôm trước thì Hạnh có nói là Hạnh thì nhận cũng nhiều nhưng mà thật sự đối với cái bệnh của Hạnh thì không biết bao nhiêu là cho đủ Hạnh. Thì cũng cô bác này gửi nó thật sự là cô nói là giờ cô biết là Hạnh là có được thì nó số tiền rồi đó. Nhưng mà thấy thương Hạnh quá cũng muốn là giúp cho Hạnh có thêm một ít tiền để mà lo cho cái ăn uống bồi dưỡng xem. Rồi còn con cái rồi đủ thứ nữa. Gia đình trong kia thì còn mẹ còn bị tai nạn, còn em thì bị khuyết tật á. Nên là muốn gửi thêm cho Hạnh, cái này là tấm lòng của mấy cô gửi thì Hạnh nhận đi ha. Do đó thì giữ để mà ăn uống là thêm 7.620.000 thì bạn gửi là 7.650.000 đó. 1.000.000 không kể đấy đâu được. Và sáu trăm năm mươi ngàn. Dạ thật sự tới bây giờ thì nếu mình nói cảm ơn thì không biết mấy cho đủ đến các cô các chú. Đến ngày hôm nay mình vẫn còn được nhận những tình yêu thương của các cô chú, thật sự cũng rất chi là mừng, rất chi là cảm ơn cô chú đã luôn đồng hành, luôn giúp đỡ con trong những lúc đau ốm như thế này. Các cô chú luôn động viên giúp đỡ con, thật sự rất chi là cảm ơn. Cô gái nhà thì anh cũng nói rồi đó, Hạnh giờ chỉ có lo mà chữa bệnh thôi, còn tiền thì nói chung là cũng biết bao nhiêu cho đủ, nhưng mà anh cũng sẽ đồng hành cùng với lại Hạnh, với lại vợ chồng của anh Thái ha. Thì cứ yên tâm mà chữa bệnh. Còn về cái tương lai thì có thể là em sẽ đồng hành. Tuy là có nhiều hoàn cảnh nhưng mà hoàn cảnh của hai vợ chồng mình thì với em là một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì cố gắng Hạnh cứ chữa bệnh đi. Rồi sau này có cái vấn đề gì đó thì anh Thái cũng vậy, có gì đó cứ gọi cho em. Thấy ha. Các
cô chú rồi có nhắn tin có nói là Hạnh đừng có đi hát nữa. Dạ, nhưng mà nghĩ là mình khỏe ngày nào thì mình vẫn phải sẽ đi làm ngày đó. Tại vì tiền thì không biết mấy cho đủ. Dạ, cho nên như mình khỏe thì mình đi kiếm thêm ít nào đó cũng được. Tại vì vui nữa đúng không? Niềm vui mà ấy mà còn có thêm ít chi phí nữa cũng đỡ. Không, mà khi nào khỏe là mình đi. Dạ, chứ còn mà, ví dụ như khỏe rồi cái tinh thần mình đi ra để mình mà cái vì cái tinh thần mình là quan trọng nhất, có nghĩa là mình đi ra để tinh thần mình cho nó vui hơn á thì mình đi, chứ mình cũng đừng có giờ không có tiền là mình cố gắng mình đi rồi nó mệt rồi mình cũng đi cái là ra rồi lỡ mệt giữa đường thôi cháy chứ không phải dẫn. Em nghĩ là bây giờ em khỏe, nếu mà ngày xưa thì em đi hát thì buổi tối có thể hát mấy chục bài, nhưng hôm nay em đau rồi thì buổi tối em hát ít lại thôi. Dạ. Mà thật sự là chắc cũng rất là nhiều cô bác thích nghe cái giọng hát của Hạnh này. Trời ơi, nhiều cô bác là có nghe mà cứ nghe đi nghe lại 10 lần mà sao cũng có nghe đó. Dạ. Em mong là sau này khỏe mình sẽ đi hát được nhiều bài hơn nữa để dành tặng đến các cô chú. Dạ. Với lại cái kênh của Hạnh đó thì Hải mới ép vô cái tài khoản thôi, nhưng mà Hạnh không biết là quản trị đó nên là giờ chắc Hải sẽ chỉ cho Hạnh quý vị. Nên là một số bình luận của quý vị khán giả thì Hạnh chưa có trả lời được, em chưa có trả lời được. Với lại Hải thì không có thời gian để Hải trả lời hết, nên là cô chú anh chị cũng thông cảm cho Hạnh ha. Cũng có những cô chú gửi lời chúc sức khỏe cho em hay này kia đó, nhưng mà mình chưa có gửi lời cảm ơn được đó. Thì để có gì đó thì anh sẽ ép vô. Anh Thái làm một cuốn trị luôn hiền. Ai không đành rồi. Hai vợ chồng hỏi máy tính không biết xài sao nữa, chứ Hải tính định mua cho anh chị cái máy tính để mà giống như ở nhà rồi có gì chia sẻ cho nó vui đó, mà không biết mua sợ không máy tính rồi không biết xài, không biết dùng, không biết dùng tội mua máy tính rồi phải biết dùng rồi như anh Hải rồi đó, chứ em không biết dùng ra có gì giờ Hải anh quên sư rồi. Giờ nói chung là anh cũng muốn chia sẻ cái kênh của Hạnh á để cho nhiều cô bác anh chị biết, sau này có thể là nếu mà đi không được á thì mình có thể ở nhà mình bán hàng online đó Hạnh. Dạ. Thì một cái mặt hàng nào đó để bán hàng online. Em rất mong có cái điều đó, vì em cũng có một cái mặt hàng để bán ngồi ở nhà, bán cho đỡ buồn, rồi vừa bán thì cứ kiếm thêm thu nhập. Để có gì đó vài bữa nữa vợ anh lên đây ngồi nói chuyện với em. Vợ anh là nói chung là cũng rất là muốn đi thăm em bữa hôm ở bệnh viện đó, nhưng mà cuối cùng vợ anh cũng bận việc với lại nhà chăm con á. Nên đi không có được. Chứ còn em mong gặp chị cho biết chưa thấy. Vợ anh cũng có hàng online, nói chung là cũng nhiều quá anh chị trên kênh Cuộc Sống Miền Trung tin tưởng đó. Bán yến rồi còn bán ngũ cốc dinh dưỡng rồi đó. Ngũ cốc đó anh, em rất muốn bán. Để đó vài bữa nữa vợ anh lên có gì đó vợ anh hướng dẫn cho. Có thể là ở nhà ví dụ như rảnh mình lên mạng mình bán cũng vui chứ. Chứ ở nhà biết ngồi cũng buồn lắm, anh biết mà. Với là bấm điện thoại không biết cũng phí quá anh ạ. Phí mặt hàng nào mà nó cảm thấy tốt. Đảm bảo được kìa. Chứ nhiều mặt hàng lắm, nhưng mà đâu phải là mặt hàng nào mình cũng bán đâu. Bán những mặt hàng không tốt, không đảm bảo đến các cô chú dùng thì cũng không thể được. Bởi vì đúng rồi, mình phải tìm cái mặt hàng quan trọng nhất là tìm mặt hàng anh ấy. Hơn nữa em là người được các cô chú giúp đỡ, yêu thương nữa. Cho nên em phải muốn bán một cái mặt hàng nào đó mình cảm thấy chất lượng. Nói chung là cái phải tìm cái người mà tạo ra sản phẩm đó là một người phải có tâm. Cái quan trọng nhất là cái đó. Đúng rồi đó. Nên là phải tìm cái người chủ á. Đó, nên là để đó vợ anh hướng dẫn. Có gì nhờ chị bài em cách bán hàng. Nói chung là bán cứ mình thật tâm mình làm gì nó từ cái tâm mình đó là tự nhiên cái gì nó cũng được hết chứ. Dạ. Hiểu không? Mà anh chắc chắn là anh sẽ làm được cái chuyện đó. Vài bữa có kênh YouTube là có anh Thái phụ thêm nữa là anh chị phục bút quá. Phụ đi ship hàng. Ôi mình ngồi mà tối rồi ha. Ngồi phía trước cửa hôm nay Hạnh ngồi phía trước nhà quý vị hàng ngày thấy Hạnh này. Đó, quay xa Hạnh đứng luôn nghe chứ. Rồi anh Thái. Thôi hôm nay em đến thăm anh chị Trúc Hiền. Rồi bữa nào em tới lại để nói với anh quân sư bán hàng lại cho Hạnh. Thôi vậy nha. Chào Hiền. Chào anh Thái nha.